sai sót trong tiếng nói của thầy. Nhá, gì làm được thì nói, mà gì làm dở thì cũng phải nói cho bạn học. Nhá, bảy bốn rồi mới nói. Sáu bốn tuổi nhá, nhập viện vì hội chứng tắc ruột non, không có bàn nữa. Bỏ rồi ha, là trước thầy đã nói rồi. Nhá, bệnh nhân trước đó thì về mặt khai thác kỹ cái vấn đề của đường tiêu hóa dưới, bệnh nhân khai bọt là bình thường. Tuy nhiên bệnh nhân này có cái chứng tổn thương mình tương đối rõ là gì, là thiếu máu, đúng chưa? Có hội chứng tắc ruột non nè nha, bệnh nhân lớn tuổi nè, rồi có hội chứng thiếu máu. Thầy nghĩ là bệnh nhân này bị u đại tràng. Sau đó thì có một bác sĩ trẻ thì tình cờ ghé quần bệnh nhân xuống, phát hiện ra phát hiện bệnh nhạc đấy, và mổ có bị bệnh nhạt rồi. Nên cũng may là gì, cũng may là không phải cắt mớ ruột nha. Từ lúc nhập viện đến lúc mổ cũng khoảng, từ lúc mình lúc mổ bao nhiêu, bao lâu anh? Không, từ lúc nhập viện đến lúc mổ là mấy tiếng, ngày không? Là mấy ngày? Ba ngày như thế cũng là chậm đấy nha. Rõ ràng ở đây là cũng hơi chậm trong vấn đề chẩn đoán một xíu nha. Thì rút ra được kinh nghiệm là gì, tất cả những trường hợp tắc ruột mà không có vết mổ cũ nha, có điều tiên quyết là gì, hai cái động tác ấy thì dạy mấy bạn mà lúc khi thầy không thực hành bởi vì nó phải khác cái mổ thoát vị và thông được tràng, còn biết không? Nhiều khi mình cái việc làm như thế đi, mình làm 100 trường hợp thì mình sẽ chẩn được, phát hiện được 1-2 trường hợp. Nhiều khi những bệnh nhân lớn tuổi, cái tri giác của ta cũng không được, nói chung là cũng có tình trạng hơi lún lẫn người già đấy. Thì thóc bị bệnh nghẹt nhưng mà ta không có đau ở thóc vị đấy, mà ta lại đau ở bụng là nhiều. Tuy nhiên cũng cái này cũng phải thay đổi theo thầy chưa đọc protocol, có chừng cái thóc bị mẹ nó cũng có thể chỉ là cái triệu chứng của cái tắc bên dưới thì đúng vấn đề chưa, cho nên phải xem lại, có thể là triệu chứng của cái tắc bên dưới ha, để xem lại xem từ cái phẫu thuật ra như thế nào, đồng ý không? Có thể cái u ở bên dưới nhưng mà nó làm cho đường nó chướng, đường chướng nó đùng mà nó không có thoát vị, thoát vị không nghẹt, nhưng mà cái u bị tắc là nằm bên dưới nữa. Nha, thì làm sao chẩn đoán được là thóc bị bệnh là cái triệu chứng của cái tắc ruột thấp bên dưới hay là tắc ruột tại thóc tại chỗ thóc vị đấy, xem nó có nghẹt hay không. Ha, xem khi mổ ra ta xem nó có nghẹt hay không. Nếu có thóc vị mà nó nghẹt thì khi mở cái bao thóc vị ra chắc chắn cái dịch nó sẽ không có màu vàng bình thường, không phải trong bình thường nữa, mà là cái dịch nó sẽ có màu nha, từ đỏ hồng đến đỏ sậm, khi một tím đen luôn. Hai nữa là nếu là có bệnh nhẹ thì cái ruột nó cũng không bình thường, nó sẽ phù nề, nó đỏ và nó tím và nó đen. Đương nhiên nha, để chút xíu nó xem lại xem thì có tuần sao. À, khi nào thấy nó rõ là nghẹt cái đấy thì ta mới yên tâm mà tắc ruột do thoát vị bệnh nhạt. Còn nếu là không có rõ thì phải cẩn thận, nó còn nguyên nhân nào bên dưới nữa. Đồng ý không? Rồi, có gì thắc mắc không?